Các bạn ạ, ngày hôm nay thì mình không review món đồ gì cả, mà mình sẽ khoe với các bạn là mình mới được tặng giày. Đây là một cái hộp mà bên trong ngoài đôi giày ra còn nhiều món quà khác nữa. Ừ thì đã đành là có nhiều giày, nhưng mà có nhiều giày đâu đồng nghĩa với việc là không thích được tặng giày. Mình lâu lắm rồi mới được tặng giày. Và đặc biệt ấy, thì cái hộp quà ngày hôm nay, cái hộp lớn này này, thì nó đến từ Foot Locker. Chào mừng các bạn quay trở lại với Lạ Sneaker. Và mình là người lạ. Tại sao Foot Locker thì nó lại đặc biệt? Foot Locker là một thương hiệu rất phổ biến, nhưng mà không phải ai ở Việt Nam cũng biết, tại vì nó chưa từng xuất hiện ở Việt Nam. Thế mà bây giờ nó đã xuất hiện ở Việt Nam. Ở những cái thời điểm đâu đó khoảng 6-7 năm về trước, mình và những anh em, những cái thời điểm mà những cái đôi giày mà nó không thực sự là dễ mua lắm ấy, thì sẽ tìm đến những nhà bán lẻ ở các quốc gia khác. Và trong số đó là Foot Locker nổi lên là một nhà bán lẻ có thể nói là thuộc hàng top đầu của Mỹ. Họ là một đơn vị bán lẻ đã có thâm niên từ rất lâu, thành lập năm 1974. Thế nhưng mà trước đó là đã có tuổi đời từ rất rất lâu rồi, sau khi đổi tên là Foot Locker vào năm 2001. Thì đây là một thương hiệu bán lẻ với rất nhiều những thương hiệu tới từ các brand khác nhau, Adidas, Nike, Jordan, vân vân vân. Có rất nhiều. Và đây là một cái nơi bán lẻ có mức giá dễ chịu. Ngay từ khi bắt đầu ấy, thì thương hiệu này đã định hình là dành cho những người thích giày và những món đồ streetwear với mức thu nhập trung bình. Họ không bán đắt. Đây là một nhà bán lẻ có mức giá tốt. Tại sao mình lại thấy là cái việc là Foot Locker về Việt Nam này nó quan trọng? Nếu như bây giờ đặt cho mình một câu hỏi là với rất nhiều những nhà bán lẻ mà mình đã mua qua, thì mình muốn thương hiệu nào, đơn vị nào về Việt Nam nhất? Chắc chắn câu trả lời là Foot Locker. Không cần phải nghĩ nhiều. Đây là một thương hiệu mà mình đã mua nhiều món đồ. Tất nhiên không phải mình mua trực tiếp, tại vì hầu hết đều là nhờ những dịch vụ mua hộ từ anh em bạn bè, mua về từ các store Foot Locker ở Mỹ hoặc website Foot Locker. Thì đây là một cái thương hiệu mà mình đã rất quen mặt rồi. Thế nhưng mà bây giờ nó lại xuất hiện ở Việt Nam. Nếu như Foot Locker là một trong những nhà bán lẻ lớn, nổi tiếng mà về Việt Nam ấy, thì chắc chắn là cái sự cạnh tranh giữa các nhà bán hàng nó sẽ lớn hơn. Cùng với đó là đây sẽ là điểm đến có thể nói là đa dạng cũng như là mức giá tốt. Càng nhiều nhà bán thì người mua hàng lại càng được lợi. Thì rõ ràng rồi, nếu như mà chọn một nhà bán về Việt Nam thì cứ chọn nhà bán lớn thôi. Và Foot Locker là một trong những nhà bán lớn nhất như vậy. Họ phổ biến đến nỗi như anh bạn mình ở Mỹ anh có nói, đó là vào một cái mall nào cũng đều thấy cửa hàng của Foot Locker hết. Họ tập trung vào những cửa hàng thuộc dạng store tại các mall rất rất nhiều. Và các cửa hàng offline đó họ có rất nhiều thương hiệu. Khi về Việt Nam thì Foot Locker họ sẽ bán nhiều thương hiệu, ví dụ như Converse, Vans, Puma, Crocs, Skechers, Nike, Adidas, Jordan, vân vân vân. Có rất nhiều. Có nghĩa đây là một cái nhà bán hàng và họ sẽ tổng hợp nhiều các thương hiệu và bán trong đó. Thì đây là một cái tin tốt, trước mắt là vậy đã. Họ có gửi tặng cho mình một cái hộp quà như thế này. Và bây giờ mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem là bên trong nó gồm những gì và những thông tin gì mà mình biết khi thương hiệu này về Việt Nam, để chúng ta tiếp cận với lại nó là như thế nào. Như các bạn có thể thấy thì đây là một chiếc hộp rất là lớn. Nó phải cỡ tầm gần 2 găng tay của mình. Và nó được làm từ bìa cứng khá đẹp. Đằng trước thì, mặt trên chúng ta sẽ có logo, một cái logo nữa. Những cái sắc màu đen và trắng quen thuộc của thương hiệu này. Bên trong thì tất cả chúng ta sẽ có là như sau. Đó. Ở đây thì mình sẽ có hai cái ngăn với lại những cái sợi giấy màu trắng. Ở bên trong cũng toàn màu trắng, màu đen hết. Và đặc biệt là có một cái đôi giày ở đây. Cũng là một đôi giày trắng đen cực kỳ phù hợp với lại cái màu sắc của toàn bộ hộp cũng như thương hiệu. Thì mình sẽ nói về đôi giày sau. Mình sẽ xem về những cái phụ kiện phía bên tay phải này trước. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái bình nước. Cái bình nước này thì có vẻ như là nó bằng kim loại. Mình không rõ bằng gì nhưng nó rất nhẹ, rất nhẹ. Thì với cái bình nước như này thì khả năng cao là mình sẽ dùng nó để cài lên trên xe đạp. Ở cái phần khung xe đạp ấy có một cái chỗ để mà cài bình nước, thì mình sẽ dùng cái bình này, nó nhẹ lắm. Cái phía nắp này nó sẽ có gioăng cao su để tránh nước tràn ra. Sẽ có cả một cái móc để đeo nữa. Nhưng mà để xe đạp thì không cần móc. Cái bình nước này thì nó hoàn toàn màu đen, màu đen bóng. Và nó sẽ có logo của Foot Locker luôn. Đó, nhẹ lắm. Tiếp theo thì đây chính là một cái dây đeo cổ lanyard. Và nó là một cái dây vải với lại màu sắc cũng là đen trắng. Sẽ có logo và tên thương hiệu Foot Locker.
Cái dây này sẽ rất hợp lý để mình có thể cài cái chìa khóa của xe máy vào đây. Thì thường mình có thói quen đó là cắm chìa khóa vào xe, sau đó thì cái phần đầu dây này ấy, sẽ buộc nó vào đâu đó trên ghi đông. Ví dụ như là cái phần bình dầu của xe chẳng hạn, có một cái miếng để rút ở đây cho nó gọn lại nữa. Cái dây này thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng để đeo cổ, móc vào đó những cái thẻ ra vào hoặc là thẻ nhân viên, thẻ sinh viên vân vân. Đó. Cuối cùng thì đây là một cái chiếc vòng cao su. Chiếc vòng cao su này rất hay thấy, và cái vòng này thì nó cũng đa chức năng. Mình hoàn toàn có thể dùng nó để đeo tay. Ngày trước mình có một chiếc vòng mình toàn đeo ở chân thôi. Mình có thể đeo tay nó như thế này. Mình đeo chân hoặc là cài nó lên một cái vật dụng gì đó hình trụ, ví dụ như là cái cối xay cà phê của mình, ví dụ như là cái lens máy ảnh vân vân. Đó, một cái vòng bằng cao su. Ở bên này thì tất cả là ba món đồ như vậy. Và bên trái này thì mình sẽ có một cái chiếc thiệp mời. Đó, là sneaker có tên ở đây. Mình sẽ mở nó vào một lát nữa. Thì còn lại bên trái chúng ta sẽ chỉ có đôi giày thôi. Đôi giày này chính là Adidas Superstar tem vàng. Cái phiên bản Superstar có thể nói là quen thuộc nhất trong các loại quen thuộc. Và đây cũng là cái đôi giày mà mình rất thích. Mình có tới mấy đôi màu sắc như này và chưa bao giờ nó là thiếu cả. Đây là một cái món quà mà nhìn chung cái màu sắc này là một cái màu sắc cực kỳ signature và ăn khớp với lại màu sắc của Foot Locker. Cũng như nó là một trong số những đôi giày mà mình rất thích và như mình đã nói là chưa bao giờ thiếu cả. Bằng một cách nào đó thì bên Foot Locker ấy, họ đã theo dõi kênh và họ biết được là mình đi size 8US 41 1/3. Thì đây chính là một cái đôi giày đúng size, một đôi Adidas Superstar mà chúng ta vẫn gọi là mõm sò, cái đôi tem vàng này. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem thông tin về cái thiếp mời mà mình có trên tay này. Nó sẽ có một cái tờ giấy cứng bên trong và toàn bộ cái phần in cũng như màu sắc nó đều là màu đen trắng cả Hà Nội. Phía đằng sau này thì sẽ có rất nhiều những thông tin cụ thể về việc mời như thế nào. Chúng tôi rất là hào hứng được chia sẻ với bạn rằng là Foot Locker đang mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Và ở đây, đây là mời đến cái địa điểm ở Lotte Mall Tây Hồ. Nhưng mà nó lại là private party, tức là nó là một cái sự kiện kín. Thì hơi tiếc khi mà đây là một cái sự kiện mà mình không biết là sẽ có những ai tham dự. Thế nhưng mà có lẽ là sẽ không có nhiều người lắm, private mà, sẽ không có nhiều người lắm. Và cái ngày ấy, thì nó sẽ là ngày 14 tháng 9 năm 2023, tức là chỉ còn ít ngày nữa thôi. Thời gian sẽ là từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối, tầng 2 Lotte Mall Tây Hồ. Dress code là đen và trắng. Đen và trắng đúng màu signature của Foot Locker. Còn về giày ấy, thì coi như đôi nào cũng được. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ đi một đôi giày đen trắng cho nó phù hợp. Đây là một cái thiếp mời dành cho có thể nói là những người quan trọng đi. Tức là sẽ có một số lượng ít những khách mời được mời đến vào cái private party ngày 14 tháng 9 này. Về cái ngày ra mắt công khai thì mình đọc trên báo VN Express, Foot Locker sẽ chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội vào ngày 15 tháng 9, tức là ngay sau ngày 14 một hôm thôi. Nó sẽ ở tầng 2 Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội. Như vậy thì ngày hôm sau các bạn có thể đến để trải nghiệm xem cửa hàng này có những gì. Thực ra càng nên đến sớm càng tốt, tại vì có thể sẽ có những cái món đồ nó sẽ có số lượng ít, biết đâu chúng ta lại có nhu cầu. Nói gì thì nói, chắc chắn là cái ngày 14 tháng 9 này mình sẽ có mặt trong cái private party này. Như mình đã trình bày phía bên trên ấy, thì đây là một trong số những hiệu mà mình đã biết từ rất lâu và mình biết nó lớn như thế nào. Nhìn lại về hộp quà thì Foot Locker đã gửi tặng mình một đôi giày Adidas Superstar tem vàng đúng size, một cái thiệp mời cho ngày 14 tháng 9. Đây là một cái bình nước, một cái vòng tay cao su và một cái sợi dây đeo thẻ. Đó là những cái món quà mà nhìn chung với tất cả những cái này mình không thấy có cái nào là mình không thể sử dụng cả. Như mình đã mô tả từng cái mình sẽ dùng làm gì rồi đấy. Thật sự là mình cũng rất là tiếc khi không thể nói cái câu đó là xin được hẹn các bạn vào ngày 14 tháng 9 trong sự kiện party này của Foot Locker Việt Nam. Tại vì đấy, như trong thiệp mời này đã ghi rõ nó là private party, tức là những người mà có vé mời giống như thế này thì mới đi được. Nhưng mà cũng không sao, khi mà đến ngày khai trương chính thức ấy, thì chúng ta sẽ được tham dự tự do. Và như là trên fanpage có viết thì chúng ta sẽ có rất nhiều các sự kiện, ví dụ raffle, ví dụ như chơi trò chơi trúng giải vân vân, có rất nhiều sự kiện vậy. Thì về cái ngày đó nếu có mình sẽ cập nhật sau. Và đây là tất cả những cái thông tin mà mình có thể giới thiệu cho các bạn biết qua về Foot Locker nếu các bạn chưa từng biết. Còn người nào mà đã biết ấy, thì là đã biết rất rõ rồi. Có khi có phải đến một phần lớn trong hộp các đôi giày của những người đó là những hóa đơn của Foot Locker luôn, giống như mình vậy.
Và đó là toàn bộ những thông tin trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.